Chào mừng các anh chị đã đến với trục đường Nguyễn Tất Thành. Và trước khi đi vào phần sản phẩm thì xin mời các anh chị hãy xem qua tổng quan của trục đường Nguyễn Tất Thành này như thế nào nhé. Trục đường Nguyễn Tất Thành có điểm bắt đầu là chân cầu Thuận Phước và điểm kết thúc là hồ điều tiết của khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng. Đây là quãng đường dài gần 20 km đi qua các quận Hải Châu, Thanh Khê và nhiều nhất là Liên Chiểu. Sản phẩm hôm nay sẽ nằm tại địa phận quận Thanh Khê. Đây là 3 lô đất liền kề nhau có sổ đỏ riêng biệt. Hãy cùng xem thực tế các anh chị nhé. Đây là hiện trạng của 3 lô liền kề này với tổng diện tích là 351 m² các anh chị nhé. Chúng ta sẽ có 2 lô đất là trống và 1 lô có tặng kèm 1 căn nhà. Đấy. Nhà này thì gần như chủ nhà sẽ không tính vào cái giá trị bán đâu mà sẽ tính 3 lô đất thôi các chị nhé. Đây, hướng bên này thì chúng ta sẽ về khu vực trung tâm của quận Liên Chiểu. Còn mặt đằng trước, các anh chị hãy nhìn xem view trực diện biển Nguyễn Tất Thành rất là đẹp. Bên cạnh này chúng ta sẽ có một lối đi kiệt đấy, rộng khoảng 5 m, ô tô đậu vào vô tư. Đây, ô tô này hiện tại là đang có một chiếc xe đậu luôn các chị nhé. Đường này sẽ thông qua các khu dân cư khác. Với hướng này chúng ta sẽ về với lại trung tâm thành phố. Và mức giá trị để sở hữu 3 lô liền kề này 351 m² với chiều ngang mặt tiền là 15 m, trực diện biển là 33 tỷ đồng cho 3 lô đất này. Nếu các anh chị đang có nhu cầu sở hữu view trực diện biển, sở hữu lâu dài với diện tích rộng và chiều ngang lớn, xin mời hãy liên hệ với Thế Nghĩa để đi xem lô đất này cũng như là được thương lượng mức giá nhé. Số hotline của Thế Nghĩa được hiển thị bên trên phần màn hình. Xin cảm ơn các anh chị đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.